Đến chiều tối ngày 11 tháng 11, vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong trên đại lộ Bình Dương vẫn đang được lực lượng công an khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, ông THS, 39 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, chạy xe máy 51I7-7482 trên đại lộ Bình Dương hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Bến Cát. Khi đến đoạn đường đối diện Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, thì bất ngờ ngã xuống phần đường dành cho xe ô tô và bị xe tải cẩu 29H02435 lưu thông cùng chiều đi tới tông trúng. Sau cú tông mạnh, người đàn ông tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng công an thành phố Thủ Dầu Một đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, trời đổ mưa to kéo dài nên công tác khám nghiệm hiện trường bị đình trệ. Một số người dân cho biết, trước khi bị xe tải cẩu tông trúng, ông S va quẹt với một hàng rào sắt gắn biển báo công trình đang thi công đặt trên phần đường dành cho xe máy. Cú va quẹt nhẹ khiến chiếc xe máy mất thăng bằng rồi loạng choạng lao về phía trước ngã xuống đường. Tại hiện trường, vị trí nạn nhân tử vong nằm trên phần đường dành cho xe ô tô, cách hàng rào sắt chắn ngang phần đường dành cho xe máy khoảng hơn 15 mét. Được biết, tuyến đường đại lộ Bình Dương đoạn qua phường Hiệp Thành đang thi công làm mới vỉa hè. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.